Cách trị da mặt khô, nứt nẻ vào mùa đông bằng nguyên liệu thiên nhiên hiệu quả tại nhà. Khí hậu mùa đông ở nước ta có đặc điểm là hanh khô, khiến cho da dễ trở nên khô ráp, nứt nẻ và bong chóc. Cảm giác bị khô da, nứt nẻ vào mùa đông là một trải nghiệm không ai mong muốn. Vậy nên sử dụng những sản phẩm chăm sóc da như thế nào? Để cải thiện tình trạng khô da trong mùa đông vừa hiệu quả vừa an toàn. Hãy theo dõi nội dung video để biết cụ thể, chi tiết bạn nhé! 13 cách trị da mặt khô, nứt nẻ vào mùa đông bằng nguyên liệu thiên nhiên. 1. Dưa chuột. Dưa chuột chứa thành phần làm xe da tự nhiên và chứa nhiều nước giúp làn da luôn trong trạng thái ẩm. Dưa chuột còn được coi như một thần dược giúp da mặt sáng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông. Vitamin C trong dưa chuột cũng giúp làm giảm cháy nắng, giúp da luôn mịn màng và trắng sáng. Cách làm: xay nhuyễn một trái dưa chuột và thoa đều hỗn hợp lên da. Thư giãn trong 15 đến 20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể cắt lát mỏng, hoặc dùng dao nạo bào mỏng từng lớp dưa chuột rồi đắp lên mặt. 2. Quả bơ. Bơ là một loại trái cây bổ dưỡng chứa nhiều loại vitamin, axit béo không bão hòa và các khoáng chất khác nhau. Nó không những giúp cho cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp làm đẹp da, cung cấp các dưỡng chất thiết yếu và đem lại sự mềm mại, mịn màng, giàu độ ẩm cho da. Bên trong quả bơ chứa vitamin A giúp lột bỏ tế bào da chết, thúc đẩy sản xuất tế bào da mới. Cách làm: dùng dao cắt đôi quả bơ, bỏ hạt và xay nhuyễn thịt bơ. Sau đó đắp lên mặt trong vòng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. 3. Mật ong. Mật ong luôn là dưỡng chất giúp khóa độ ẩm của da. Mật ong có chứa fructose, nước, dầu, glucose và enzyme có tính chất chống oxy hóa và chống vi khuẩn được biết đến như một chất tẩy rửa da cực kỳ tốt. Sử dụng mật ong chính là cách trị da mặt khô vào mùa đông dễ dàng, hiệu quả. Cách làm: đun nóng hai muỗng cà phê mật ong nhẹ nhàng và thoa lên da như mặt, tay, chân khi ấm. Để yên trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Sử dụng đều đặn từ 2 đến 3 lần trên một ngày trong một tuần để giúp da mềm mịn hơn. 4. Dầu olive. Trong dầu olive có chứa nhiều chất dinh dưỡng chất chống oxy hóa và đặc biệt là các vitamin tốt cho da và sức khỏe. Các axit béo trong dầu ô liu nuôi dưỡng làn da cực kỳ tốt cho làn da khô. Đặc biệt các chất chống oxy hóa và vitamin E trong dầu còn ngăn chặn quá trình lão hóa. Vì vậy việc chăm sóc da khô vào mùa đông sẽ dễ dàng hơn nhờ có ô liu đấy. Cách làm, hâm ấm một ít dầu ô liu rồi xoa nhẹ nhàng trên tay, chân và các phần còn lại của cơ thể trước khi đi tắm. Làm 3 lần trên một ngày cho đến khi làn da được cải thiện. 5. Cây nha đam. Nha đam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc da. Trong nha đam có chứa các thành phần làm dịu và dưỡng ẩm làn da, chữa trị làn da khô. Cách làm: Trộn 2 muỗng gel nha đam tươi với một ít tinh dầu vitamin E, rồi thoa lên vùng da bị khô. Để yên cho đến khi khô rồi rửa sạch với nước ấm. Sử dụng đều đặn từ 2 đến 3 lần trên một ngày trong một tuần. 6. Chanh và đường với tính chất làm xe khít lỗ chân lông hiệu quả, chanh có khả năng tẩy tế bào chết và làm giảm bong chóc da. Ngoài ra, với những tính chất làm dịu và chữa trị cho làn da cực kỳ tốt, chanh khi được kết hợp với đường sẽ là một cách trị da mặt khô vào mùa đông tuyệt vời. Cách làm: trộn 1/2 muỗng đường, 1/2 trái chanh, một muỗng mật ong và một muỗng dầu ô lưu tạo thành một hỗn hợp sệt. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da, rồi massage nhẹ nhàng thành chuyển động tròn đều trong vài phút. Rửa sạch bằng nước lạnh. Sử dụng một đến 2 lần trên một tuần cho tới khi làn da lành lặn. 7. Bạc hà. Bạc hà là một loại thảo dược có tác dụng làm dịu làn da và dưỡng ẩm. Nó giúp da luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống. Cách làm: Sử dụng một ít tinh dầu bạc hà nguyên chất thoa lên vùng da bị ảnh hưởng trước khi ngủ. Khi thức dậy rửa sạch lại bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm rồi thoa một ít kem dưỡng lên. Sử dụng cho đến khi lành hẳn. 8. Dầu dừa. Cũng giống như dầu olive, dầu dừa chứa những axit béo giúp nuôi dưỡng làn da mềm mại. Ngoài ra, với tính chất chống oxy hóa cũng giúp làn da bớt ngứa ngáy và giảm viêm sưng. Cách làm: hầm ấm một ít dầu dừa rồi bôi nhẹ nhàng lên vùng da bị ảnh hưởng, làm 3 lần trên một ngày cho đến khi làn da được cải thiện. 9. Lòng đỏ trứng gà. Với thời tiết mùa đông hanh khô, các tuyến bã nhờn gần như không hoạt động. Sự tranh lệch giữa nhiệt độ, độ ẩm làm ra mất nước, khô giáp gây ra lão hóa. Lòng đỏ trứng gà nhiều vitamin, chất làm ẩm, nên có tác dụng tránh bong chóc da mặt trong mùa đông nhanh nhất giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chăm sóc da khô vào mùa đông. Cách làm, tách lòng đỏ trứng gà và để riêng ra một cái chén. Sau đó, dùng đũa hay muỗng để đánh tan lòng đỏ trứng gà và một muỗng mật ong. Thoa đều hỗn hợp trứng gà và mật ong lên mặt, sau 15 đến 20 phút, mặt nạ sẽ xe lại và bạn hãy rửa mặt với nước ấm. Sử dụng nó thường xuyên, từ 2 đến 3 lần trên một tuần. 10. cà chua Cà chua không những giúp bạn có một làn da đẹp mịn màng, điều trị và phòng ngừa tàn nhang, mà còn là một loại thần dược giúp các chị em trị da khô, nứt nẻ hiệu quả. Cách làm: lấy một quả cà chua tươi rồi cắt lấy hai lát mỏng. Sau đó bạn thoa vòng tròn lên mặt trong vòng 15 phút thì rửa mặt lại với nước lạnh. Đắp mặt nạ cà chua mỗi ngày là cách trị da mặt khô vào mùa đông nhanh chóng, cũng như cung cấp độ ẩm cho da hiệu quả. 11. Sữa chua. Sữa chua là một trong những cách trị da khô tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Các chất chống oxy hóa có trong sữa chua sẽ giúp da khô mịn màng hơn. Ngoài ra, trong sữa chua còn có men triệt tiêu những vi khuẩn gây hại cho da khô nữa đấy. Tuy nhiên, các nàng nhớ dùng sữa chua không đường khi làm loại kem dưỡng ẩm da mặt này nhé. Cách dưỡng ẩm da mặt và da toàn thân, bạn chỉ cần sử dụng sữa chua không đường mát xa nhẹ khắp toàn thân từ tay chân đến mặt, để 10 phút cho các chất trong sữa chua thẩm thấu, sau đó rửa sạch mặt và tắm. 12. Nha đam và dầu hạnh nhân. Sử dụng nha đam trên da sẽ giúp lượng bã nhờn tiết ra được hạn chế, từ đó khả năng kiềm dầu cũng cao hơn vì thành phần nha đam chứa nhiều nước, vitamin và khoáng chất giúp dưỡng ẩm tốt và không gây bít tắc lỗ chân lông. Chỉ với hai thìa gel nha đam, một thìa tinh dầu vitamin E, hai thìa tinh dầu hạnh nhân bạn sẽ có một hỗn hợp dưỡng ẩm tốt để dùng lên mặt, cổ. Hãy mát xa nhẹ nhàng rồi giữ trên da 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát. Cách dưỡng ẩm này thì đã thật đấy. Nhưng bạn chỉ nên dùng 3 lần trên một tuần thôi nhé. 13. Củ khoai tây vừa trị mụn, vừa cấp ẩm, vừa có thể khiến làn da trắng sáng mịn màng. Bạn hãy thử với mặt nạ đến từ khoai tây. Chỉ cần một củ khoai tây gọt vỏ rồi xay nhuyễn rồi đắp lên vừa da mặt, và cổ trong 15 phút là xong. Trên đây là những sản phẩm từ thiên nhiên giúp chăm sóc da vào mùa đông. Đồng thời bạn cũng nên bổ sung nước và dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể, cũng là cách bảo vệ da từ bên trong. Chúc bạn khỏe mạnh và có làn da thật mềm mại.